Vâng, xin chào quý vị và bạn đã trở lại với số công nghệ TD. Yếu tố nào là bạn quan tâm nhất khi mà lựa chọn mua một chiếc laptop? Và yếu tố ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn là một yếu tố mà rất nhiều người quan tâm. Đó là cái chiếc laptop mình sắp mua nó có phổ biến hay không và được nhiều người lựa chọn hay không. Và trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn top những chiếc laptop được bán chạy nhất tại shop công nghệ TD. Ở trong phân khúc giá trên 20 triệu đồng, chúng ta sẽ có chiếc máy ở đây, đó là G5 và G7. Hai chiếc máy này được rất nhiều người lựa chọn nhất tại shop công nghệ TD. Tại vì sao hai chiếc máy này lại được nhiều người yêu thích cũng như là lựa chọn? Bởi vì hai chiếc máy này có rất nhiều option để chúng ta có thể lựa chọn, từ option 20 triệu đồng cho đến dưới 30 triệu đồng. Ví dụ như là card 1050, 1050 Ti và card 1060 Mach-Q, con chip i5 thế hệ 8 cũng như là con chip i7 thế hệ 8. Có rất nhiều option để chúng ta lựa chọn phù hợp với công việc cũng như là tác vụ của chúng mình. Hơn nữa thì hai chiếc máy này đến từ Dell, một cái thương hiệu rất nổi tiếng, có từ lâu đời tại thị trường Việt Nam và rất nhiều người quan tâm với cái thương hiệu này. Đây là em G5. G5 nếu mà nhìn qua đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ giống kiểu la lá phiên bản 7567 mà tớ hay giới thiệu anh em, nhưng lại làm lại tản nhiệt bằng cách là mỹ miều và hiện đại hơn. Đây thưa các bạn, mặt trước của nó đây. Lép phím sẽ là màu đỏ. Lần này Dell trang bị các loại màu do các phiên bản Dell Gaming của họ. Những em này đều được trang bị màn hình 15,6 inch Full HD. Rất đẹp. Các cổng kết nối của nó các bạn có thể nhìn thấy đủ này. Cũng HDMI. À, em này có cả Thunderbolt hơn em G3 rồi nhá. Và hai cổng 3.0 LAN, HDMI và thêm cổng phone đây. Ốc tản nhiệt rất thể thao. Và bên này thì thêm cổng LAN, cổng sạc, đầu thẻ và thêm cổng USB. Logo Dell được đính ở giữa và lớp vỏ của con này thì có phần những phần hợp kim nhôm đỡ phần bản lề, có lẽ là phần khung của nó bằng hợp kim nhôm hết. Và bên trên vẫn tráng một cái lớp kiểu dạng cao su. Các bạn có thể thấy là sờ vào chống bằng vân tay và logo được mạ màu đỏ rất đẹp. Mặt trước thì các bạn nhìn rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho em G7. G5 sẽ trang bị vi xử lý từ i5 cũng 8300H và i7 8750H. Các phiên bản có thể trang bị ổ cứng SSD hoặc không. Các màn hình em này có trên thị trường gồm 1050 Ti và 1060. 1050 thì ở một số cửa hàng bán cho bản i7 nó khoảng 26 đến 27 triệu đồng. Còn bản ổ cứng 1060 Mach-Q thì sẽ có giá khoảng 29 triệu. Còn đây là Dell G7 đây. Đẹp chưa? Rất đẹp đúng không em? Hốc bên trong kiểu tản nhiệt sơn màu xanh. Cái này mà buổi tối mà nó sáng lên thì cực kỳ đẹp. Nhưng mà rất tiếc thì Dell lại không trang bị cái LED bên trong. Bên này thì nó có cổng sạc này, cổng LAN này. Nói chung là giống với Dell G5 nhá. Nhưng chả hiểu sao nó lại tách riêng làm G5 và G7. Nhìn thiết kế thì na ná giống nhau hết. Hốc tản nhiệt này. À xin lỗi anh em, nó là hốc ở dưới là để giả cái kiểu dạng lưới siêu xe, nhưng có hai cái hốc loa ở đây các bạn nhé. Và viền màn nó cũng làm thế này, rất đẹp. Bên này thì sẽ có trang bị cổng Thunderbolt giống y hệt với G5 HDMI, hai cổng USB cộng một cổng phone đằng trước đây các bạn, cũng là led phím màu xanh. Và mặt bên trên của nó giống y hệt với G5 mà cũng tráng một cái lớp cao su đặc biệt ở bên trên, giúp chống bàn vân tay và giúp cho cái máy rất là sang, sờ và rất là mát. Hành trình phím của những dòng này thì đều là check nét nổi như này, rất là ok luôn đấy. Và camera ở đây. Đây thì các bạn, rất là đẹp. Trong phân khúc máy chạm chuyên nghiệp trên 20 triệu đồng, chúng ta sẽ có cái thương hiệu nổi tiếng nhất, được nhiều người lựa chọn nhất tại shop công nghệ TD. Đó là chiếc máy Lenovo ThinkPad P50. Tại vì sao chiếc máy này lại được nhiều người săn lùng nhất cũng như là được nhiều người lựa chọn nhất? Bởi vì ThinkPad P50 có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn, nó nhẹ hơn so với những chiếc máy chạm cùng phân khúc. Chiếc máy này có một cấu hình cũng rất là ổn để chúng ta có thể làm đồ họa cũng như là xử lý các tác vụ 3D. Cấu hình của chiếc máy này đó là con chip i7 thế hệ 6 cùng với cả quad đô chuyên dụng để chúng ta làm các phần mềm về 3D. Chiếc máy này có một cái ưu điểm nữa về cái dòng ThinkPad, đó cái hệ thống bàn phím của nó gõ cực kỳ tốt cũng như là cái hành trình phím cao để chúng ta có thể nhập liệu lâu dài. Cái hệ thống vỏ của nó cách nhiệt cũng khá là tốt để chúng ta có thể làm việc lâu dài. Khi mà mình sử dụng chiếc máy này từ 5 cho đến 8 giờ đồng hồ thì nó cũng không gây hiện tượng nóng tay cho chúng ta. Có một cái điều nổi bật nữa trên cái dòng này đó là cái hệ thống tản nhiệt của nó cách âm cách nhiệt cực kỳ tốt. Khi mà chúng ta làm việc lâu dài trên chiếc máy này thì nó cũng không gây ra cái tiếng ồn nhiều khi mà chúng ta làm việc. Quạt nó chỉ chạy vi vu êm một chút mà thôi. Với một cái lớp đen huyền bí rất nhiều năm mà Lenovo chưa hề thay đổi,
với một cái lớp sơn phủ ở bên trên và có một cái lớp cao su rất đặc biệt. Các bạn nhìn kỹ đây thì nó hơi óng ánh nhưng không biết nhìn camera thì có thấy không. Và chữ ThinkPad đây. ThinkPad có chữ màu trắng như này và khi chúng ta khởi động máy thì nó đỏ như này. Bản lề của ThinkPad P50 thuộc dạng loại bản lề cực kỳ chắc chắn với 26.000 lần gập mở hoàn toàn tốt và nó hoạt mở cực kỳ êm ái này các bạn này. Đằng sau của máy thì sẽ có hai hốc tản nhiệt và bố trí rất khoa học đằng sau, đó là những cây cổng kết nối. Ở đây chúng ta sẽ có cổng hai cổng USB, LAN và Thunderbolt, HDMI và cổng sạc. Các bạn chú ý đây là cổng Thunderbolt thì chúng ta có thể kết nối ra bên ngoài từ tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Và nó có thể kết nối ra hai màn hình 5K kéo qua cái cổng này đều ok hết. Và chúng ta có thể cắm eGPU, có lẽ tăng tốc độ xử lý của GPU cắm vào cái máy này để chúng ta sẽ có một cái cảm màn hình bên ngoài tùy ý chúng ta chọn. Và ở bên này thì chỉ có đầu lục thẻ, các bạn thấy này, to và đầu lục thẻ nhỏ và thêm một cái đầu lục thẻ dài ở đây. Và một cái hốc tản nhiệt ở bên tay trái của mình. Đằng trước thì nó là một mặt phẳng như này. Và bên này chúng ta sẽ có hai cổng USB, cổng phone và cổng mic tích hợp trên một cái cổng như này. Và đây là một cái hốc tản nhiệt. Và đây chúng ta sẽ có cổng mini DisplayPort có thể kéo kết nối ra màn hình 8K ra bên ngoài qua cổng này. Thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc P50. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu từng phần. Riêng về bàn phím của P50 thì chúng ta không cần phải suy nghĩ, bởi vì thực sự đây là một chiếc bàn phím có khả năng nhập liệu tốt nhất thế giới. Với hành trình phím cao, LED trắng rõ ràng. Đây, các bạn thấy đây. Thực sự là nó quá sướng luôn. Em du, chúng ta sẽ có một con chuột checkpoint ở giữa. Và đây chúng ta nhìn kỹ, đó là một chiếc cân màu theo cái mắt của chúng ta. Có nghĩa là cân chỉnh theo cái cảm nhận, cái màu sắc mắt của con người, chúng ta cân chỉnh nó là chính xác nhất. Và theo cái ý của các kỹ sư thiết kế đồ họa, chúng ta sẽ cân chỉnh qua cái mắt này. Và đây chúng ta sẽ có 6 phím bấm thì các bạn thấy rồi đây. Nó thực sự là phím nào phím nấy bấm nó sướng luôn. Với cái touchpad hỗ trợ cảm ứng đa điểm, các bạn thấy này, C cực kỳ sướng, cực kỳ mượt bấm này. Một chi tiết rất kỹ, rất đẹp, đó là chiếc bảo mật vân tay. Chúng ta sẽ có một cái hốc ở đây, vừa là hốc loa, vừa là tản khí nóng ở bên trong chiếc máy và chúng ta sẽ có phím bật nguồn ở đây. Đây là phiên bản chip Xeon các bạn nhé. Và toàn bộ mặt tì tay của nó thì đều phủ một cái lớp sơn màu đen, nhám chống bám vân tay, các bạn thấy này. Và khi chúng ta chạy ở chế độ 3D thì chiếc máy nó sẽ đẩy công suất hết của cảm màn hình ra. Chúng ta có thể thấy là 98-99%. Và nhiệt độ chúng ta có nó khoảng hơn 50 độ C và FPS chúng ta ổn định ở mức 46. Một chiếc card M2000 với dung lượng 4GB hoạt động ở mức 46 FPS ở chế độ 3D. Quả thực sự là một điều không tưởng cho một chiếc máy làm đồ họa. Với cả Quark Pro của dòng này thì chúng ta sẽ có bản là M1000 và M2000 các bạn nhé. Nhiệt độ của CPU chỉ có 47 độ C, hoạt động 3%. Bởi vì khi chúng ta render thì nó sẽ có hai yếu tố, còn qua phần mềm Fullmax thì nó sẽ hoạt động ở cả màn hình. CPU nó chỉ làm yếu tố phụ thôi. Quá mát các bạn ạ. Khó có một chiếc máy nào trên thế giới có thể làm được giống như chiếc ThinkPad P50 như này. Mặc dù chạy ở chế độ 3D. Vâng các bạn, thì phân khúc máy chạm trên 12 triệu đồng thì nó lại thuộc về cái phân khúc của máy Dell. Đó là chiếc Dell M4800. Chiếc máy này khi mà ai đến shop công nghệ TD lựa chọn cái phân khúc giá này cũng đều hỏi về chiếc máy Dell M4800. Tại vì sao nó lại được nhiều người yêu thích như vậy? Bởi vì nó là cái thương hiệu từ Dell có từ rất lâu đời rồi. Hơn nữa thì chiếc máy này có thiết kế nhìn nó rất vuông vức và nó rất là khỏe khoắn. Khi mà trang bị một cái lớp vỏ nhôm cùng với cái tiêu chuẩn của Mỹ đó là STE 810G. Về cấu hình của chiếc máy này trên giá thành thì cái hiệu năng của nó đạt vẫn rất là tốt. Nó là con chip i7 thế hệ 4, nó vẫn là con chip hiệu năng cao, chip MQ. Đến bây giờ thì nó không quá lỗi thời, nó vẫn mạnh như là một con chip i7 thế hệ 6 luôn. Cùng với card chuyên dụng để chúng ta làm đồ họa đó là K1001 cũng như là K2001 cho chiếc máy này. Cái khả năng nâng cấp của nó cũng khá là tuyệt vời khi mà chúng ta có thể nâng cấp 3 ổ cứng cũng như là nâng cấp RAM lên tới 32GB RAM. Đặt tất cả các cổng trên chiếc máy này. Dell M48 thì nó bố trí như này, các cổng của nó ở đằng sau. Các bạn có thể nhìn đây là hai cái hốc tản nhiệt và đây là cổng VGA, cổng LAN. Đây là cổng eSATA, có nghĩa là kết nối nhanh ổ cứng mà chúng ta cắm ở đây thì nó kết nối nhanh hơn cái cổng USB và cổng HDMI. Đây là cổng sạc. Đây các bạn có nhìn thấy cái thiết kế tản ở bên dưới đây, nhìn nó rất là hầm hố. Đây, các bạn lưu ý đây, nhiều bạn hỏi cái cổng này là cổng gì, đây nó gọi là cái dock mở rộng. Các bạn có thể mua một cái dock này, nó rất nhiều cổng kết nối trên cái dock này, thường có thể đặt mua được.
Đây các bạn có nhìn thấy bên cạnh phải tôi đây. Cổng USB. Các bạn có thể nhìn thấy là cổng DisplayPort. Đây là các bạn để ý này, nó có cái ký hiệu là cái ổ cứng. Nó có ổ cứng nó nằm ở trên này. Và đây là cái lẫy Wi-Fi các bạn có thể nhìn thấy. Mặt trước thì có mỗi cái này để bấm chúng ta mở cái máy ra. Đó là cái cá. Các bạn nhìn rõ đây, đây là cái khe cắm thẻ SD, cổng phone và cổng mic và hai cổng USB. Đây là cái đầu đục đĩa nha các bạn nha. Chúng ta nhét đây đồ sẽ luốt vào. Đây là mặt trên của máy, phím checklist chống tràn. Các bạn có nhìn thấy nó bò uốn cong này. Và đây là cái hốc để phát loa. Phím cũng được trang bị LED nha các bạn nhé. Các bạn đây, tớ sẽ cúp vào. Đây các bạn nhìn thấy này. LED phím chúng ta làm việc đêm rất là tốt. Thường là những anh em làm đồ họa thường cài đêm rất là nhiều. Bàn di chuột, tôi đánh giá là cái bàn di này nó thực sự là hơi nhỏ một chút, nhưng mà nếu mà làm đồ họa thì không ai bấm trên này mấy, nhưng mà nó cũng được trang bị này cũng được rồi. 6 phím bấm đây, các bạn nhìn thấy rất là êm. Và tiếp theo là phân khúc giá máy 10 triệu đồng và chiếc máy đa dụng nhất và được nhiều người tin dùng nhất tại Show Công Nghệ TD, đó là chiếc Dell Latitude E650. Chiếc máy này là chiếc máy dòng doanh nhân rất là cao cấp, được sản xuất khá là lâu rồi, tuy nhiên vẫn được nhiều người lựa chọn bởi vì nó là thiết kế dòng doanh nhân, tuy nhiên vẫn được trang bị cái tiêu chuẩn quân đội Mỹ, đó là STD810G. Ngoài ra thì chiếc máy này là phân khúc doanh nhân nhưng vẫn sử dụng con chip của máy chạm cũng như là card đồ họa rời để chúng ta có thể làm đồ họa tầm trung. Thời lượng pin trên chiếc máy này có thể trụ được từ 5 cho đến 6 đồng hồ nhờ cái viên pin 9 cell có thể mở rộng được. Nó không như là viên pin trên chiếc M408 chỉ là viên pin 6 cell mà thôi. Như bạn thể nhìn thấy, chúng ta sẽ có một cái tông nền màu trắng ở cái mặt lưng này và nó được làm nhám đi nên cảm giác sờ rất là mịn màng. Cái chất liệu ở cái mặt lưng là hợp kim nhôm nên là nó tạo một cái cảm giác rất là chắc chắn, rất là cứng cáp ở đây. Và cái chất liệu sơn, nếu mà các bạn có cào để gây xước thì nó hoàn toàn rất là bền màu, không có cái hiện tượng xước ở cái mặt lưng này. Nếu mà chúng ta làm việc nhiều thì cái hiện tượng bám mồ hôi dấu vân tay cũng không hề có. Ở hai cạnh bên thì sẽ được làm bo cong nên là cảm giác cầm nắm rất là thích, rất là êm tay. Trọng lượng của chiếc máy này cũng khá là nhẹ, nó chỉ khoảng 2,4 đến 2,5 kg mà thôi. Ở phía sau như bạn có thể nhìn thấy, toàn bộ khung sườn cũng như là cái hệ thống bản lề kép ở đây được hoàn thiện từ chất liệu hợp kim, nó cũng khá là chắc chắn, khá là cứng cáp. Ở phía mặt đáy chúng ta sẽ có một thiết kế màu đen và được hoàn thiện từ chất liệu nhựa, nhưng cái chất liệu nhựa ở đây rất là dày. Các bạn có đập vào cái mặt lưng này hoặc là ấn xuống thì hoàn toàn không có hiện tượng ọp ẹp hay là nó bị nún sâu. Và cái chiếc máy này nó có một tiêu chuẩn của quân đội Mỹ STD810G như là những chiếc máy Dell Precision M4008, M6008 hoặc là 7510, 7520. Và mình cũng đã mở cái màn hình của chiếc máy này lên. Như bạn thể nhìn thấy, chúng ta sẽ có cái hệ thống bản lề rất là chắc chắn, được làm từ chất liệu hợp kim. Khi mà mình mở thì nó rất là chắc tay và cái màn hình nó không bị rung lắc quá nhiều, rất là chắc chắn và cứng cáp. Và chúng ta sẽ có một cái camera cùng với một cụm mic ở đây. Phần màn hình chúng ta sẽ có một kích thước 15,6 inch với cái độ phân giải lên tới Full HD. Và tấm nền hiện tại đang trang bị trên chiếc máy này là TN. Và nếu các bạn muốn sử dụng cái tấm nền IPS cho góc nhìn rộng thì các bạn sẽ phải bỏ ra thêm 500.000 đồng. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái logo của Dell này. Ở phía góc bên trái đó là cái phím chức năng tăng giảm âm lượng. Bên phải sẽ là phím nguồn cùng với 3 đèn tín hiệu ổ cứng, tín hiệu sạc và tín hiệu bật tắt Wi-Fi. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái dạ bàn phím full size với cái hành trình phím rất là sâu. Độ nảy cực kỳ tốt. Bàn phím này khá là to và nó tràn sang cái cạnh bên. Nó rất thích hợp cho các bạn nào làm văn phòng, nhập dữ liệu nhiều. Phần touchpad thì nó hơi nhỏ một chút do cái phần bàn phím nó rất là lớn rồi. Và chúng ta sẽ có 5 phím chức năng. Phần nghỉ tay thì hoàn thiện từ chất liệu nhựa và nó cũng rất là chắc chắn, cứng cáp và hoàn toàn rất bám ít mồ hôi rồi vào dấu vân tay. Thưa các bạn, thì hiện tại mình đang chơi một tựa game có tên là Island với Predator. Thì tựa game này mình chơi thì thấy nó khoảng 50fps rất là cao rồi. Thì những các tựa game như là MOBA đó là, hoặc là chúng ta có thể chơi được cả tựa game PUBG Mobile luôn. Nếu mà cái tựa game nó hơi nặng như thế này thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ nó rơi vào khoảng 80 độ C.
Và chiếc máy cuối cùng được nhiều người tin dùng nhất trong phân khúc giá 7 triệu đồng đó là chiếc Dell Latitude E7450. Chiếc máy này có một cái thiết kế rất là nhỏ nhắn khi mà trọng lượng của nó cũng chỉ khoảng 1,4kg mà thôi. Chiếc máy có một cái bàn phím gõ cực kỳ tốt, rất là nhỏ gọn để chúng ta có thể dễ dàng mang đi. Chiếc máy này nó rất thích hợp cho bạn nào làm văn phòng, thời gian làm việc lâu dài bởi vì cái thời lượng pin của chiếc máy này có thể đạt từ 6 cho đến 7 giờ đồng hồ. Toàn bộ bên mặt trên lưng của nó thì các bạn thấy là nó tráng một lớp cao su rất sang trọng bên trên và logo Dell đính ở giữa. Toàn bộ phần khung của máy thì anh em đều thấy là nó bằng hợp kim nhôm cộng magie, giúp cho trọng lượng của máy rất nhẹ mà cái khung của nó cực kỳ chắc chắn. Và những cổng kết nối thì bố trí đằng sau này mình rất là thích, đặc biệt là các anh em làm văn phòng này thì nó sẽ đỡ vướng víu hơn khi những cái cổng ở bên cạnh sườn. Hai trục bản lề thì nó sẽ có cổng sạc, cổng LAN ở đây. Và đây là cổng mini DisplayPort này, thêm cổng USB, một USB và HDMI đều bố trí đằng sau này rất là tiện. Hốc bên này thì các bạn thấy là không có cổng gì cả và duy ở đây chỉ có cái đầu độc thẻ bên dưới đây. Đằng trước thì nó làm viền cũng khá mỏng. Và những cái gờ này thì nó đều rất thẳng này, chúng ta mở máy chúng ta phải cầm như này, mở này nó mới dễ này. Bên dưới đây các bạn có thể đây là hai cái hốc loa trường. Mặc dù sản phẩm này rất bé nhưng mà loa của nó rất là to, tí mình sẽ mở thử cho anh em. Và bên này thêm một cổng USB, cổng phone. Đây là thiết kế mặt dưới của nó này, cực kỳ thông minh. Việc mở máy để nâng cấp chiếc máy này lại hoàn toàn đơn giản, không có gì phức tạp và khó. Và máy còn có thêm một đốc mở rộng như này. Service tab và thông tin của máy thì nó ngay bên dưới. Pin của nó đây này các bạn này. Đây các bạn thấy không? Pin dạng này. Và việc để chúng ta tháo chiếc máy này ra thì cũng không có cái gì phức tạp cả. Mình sẽ tháo luôn cho anh em. Bởi vì chúng ta dùng máy thì việc chúng ta mở máy ra để bảo dưỡng và nâng cấp thì máy càng đơn giản thì chúng ta càng tiện. Và lưu ý các bạn thì máy được trang bị bản Windows Pro mà lại là Windows bản quyền trên chiếc máy này này. Các bạn có thể thấy tem của nó này. Đây các bạn có thấy bên trong của nó đây. Có thể cắm wifi này. À, con này xin lỗi anh em mà con này thì chỉ có thể cắm wifi, nghĩa là chúng ta sẽ cắm cả 4G chúng ta dùng này, dùng mạng là chúng ta sẽ cắm vào đây. Nhưng mà khe này thì mình không thấy ký hiệu để cắm SD. Đây là hai khe cắm RAM này. Vị trí chiếc máy này là maximum chúng ta có thể nâng cấp lên 16GB, còn CPU nó ở đây. Đây là Wi-Fi các bạn. Và tản nhiệt này. Khe ổ cứng ở đây các bạn nhé. Chiếc máy này thì chỉ có khả năng nâng cấp RAM và ổ cứng, còn ngoài ra CPU sẽ không nâng cấp được. Chính vì thế chúng ta phải chọn i5 hay i7 ngay từ ban đầu. Vâng, thưa bạn, vừa rồi mình đã tổng hợp xong những chiếc máy được nhiều người lựa chọn nhất tại show công nghệ TD. Bạn nghĩ sao về những chiếc máy này? Có phù hợp với nhu cầu cũng như là công việc của bạn hay không? Hãy để lại những ý kiến, những câu hỏi dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!